Hey, bạn có biết độ quát tên của năm ngón tay này không? Nếu mà các bạn không biết thì các bạn đến đúng video này rồi đó. Thì trước khi đến với cái video này thì rất là cảm ơn các bạn Lãm đã donate cho thầy qua cái kênh Momo của thầy. Cảm ơn em rất là nhiều. Tại vì đây là động lực để cho những người làm về kiến thức tiếp tục làm những công việc của họ mà đang làm. Rất là cảm ơn em đã trân trọng về điều đó. Không chần chờ gì nữa, without further ado, chúng ta hãy vô video nhé. Let's go! Hair. 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 Eyebrow. Eyebrow. Eye. Eye. À, lông mi á. Eyelash. Eyelash. Mí mắt. Mình không có mí mắt. Yêu ai đây không phải khóc. Eyelid. Eyelid. Yêu ai để chẳng thấy đau trong lòng. Yêu ai. Nose. Nose. Lip. Lip. Mole. Một ruồi nha. Mole. Tooth. Tooth. Tongue. 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 Cheek. Cheek. Chin. Chin. Ear. Ear. Shoulder. Shoulder. Neck. Neck. Chest. Chest. Ok, bây giờ tới cái tay ha. This is hand. Hand. Finger. Finger. Nail. Nail. Thumb. This is a thumb. Rồi, các bạn nhớ thumbs up nha. Thumbs up. Like cho cái video này. Index finger. Index finger. Hoặc là người ta có thể gọi là forefinger. Tại nó chỉ cho phía trước nè. Forefinger. Middle finger. Ring finger. Tại nó đeo nhẫn. Ring finger. Little finger. Little finger. Palm. Palm. Arm. Arm. Elbow. 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 Vòng eo con kiến. Waist. Armpit. Cái nách. Armpit. Belly. Belly. Six packs. Six packs. Sáu múi. Six packs. Nguyên cái chân. Nguyên cái chân ha. Leg. Leg. Knee. Knee. Tại sao thầy làm vậy? Tại vì các bạn cứ nhớ là những người ni cô á, hay quỳ xuống đúng không? Để cầu nguyện. Knee. Thigh. Thigh. Cái đùi. Còn cái phần trên này thì gọi là lap. Lap. Bởi vì mới có cái tên là laptop đúng không nào? Laptop. Foot. Foot. Toe. Toe. Hồi nãy quên, cái trán á. Forehead. Forehead. Mồ hôi. Sweat. Sweat. Ok, rất là cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và share. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Slim nhé. Kênh thầy Slim sẽ giúp cho các bạn lấy lại gốc của tiếng Anh và các bạn sẽ khá tiếng Anh lên. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và nhớ nếu mà các bạn thích video này quá luôn thì hãy donate cho thầy. Như các bạn mà mới donate cho thầy thì cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Ok.